Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 17 tháng 4 anh em. Rồi hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em phụ tùng anh em. Phụ tùng mới về hàng anh em ơi, lăn đăng lê đê hết luôn. Đủ thứ các loại anh em. Này thì em đang soạn cho anh em ha. Soạn ra đóng hàng cho anh em luôn. Đây hàng hôm nay đóng ly chia hết nha anh em. Hàng của anh em thì hôm nay em gửi hết nha. Đây đang đóng hàng cho anh em đủ thứ các loại. Thì tình hình là máy cắt cỏ bãi là lúc này đang khó nha anh em, không có ra hàng được ha. Cho nên đó là em chuyển sang em bán phụ tùng. Với một phần là mấy cái máy em mua về để máy máy mà mình dọn nổ sẵn đó anh em. Về thì mình phục vụ cho anh em nào cần thì em bán thêm ha. Tại vì lúc này là hàng bãi về nó hơi bị khó. Với lại là em về có máy cưa rồi luôn nha anh em. Máy cưa này thì em bán rồi ha. Anh em nào có đặt thêm thì cứ alo nha anh em. Tại vì máy mới thì lúc nào cũng có ha. Máy mới thì có hàng công ty. Còn máy bãi Nhật bãi thì em nha. Lúc này là không có anh em, chỉ còn có một số máy thôi em dọn nổ sẵn đó. Thì anh em nào có lấy về mình bán lại cũng được anh em, tại vì em bán giá sỉ ha. Thì mình bán lại cho qua cái lúc mà không có hàng nha anh em. Lúc này thì hàng cắt cỏ bãi thì nó bị cấm hàng, không có ra cảng được. Rồi phụ tùng thì em mới về luôn anh em, mới về thêm phụ tùng thì đa số các loại, đủ thứ các loại bên phần cắt cỏ luôn anh em. Chắn cỏ thì em mới về thêm nha anh em, về nguyên một đống luôn 500 cái ha. 500 cái. Thì có nhiều anh em đặt chắn cỏ đó thì hôm nay em mới về thêm 500 cái anh em. Thì anh em nào có đặt thêm thì mình đặt ha. Số lượng ở đây ở giá đây là 10.000 một cái anh em. Chắn cỏ là 10.000 một cái chắn cỏ ha. Đây. Chắn cỏ thì mình dùng được cho cần 24, 25, 26 nha anh em. 24, 25, 26 trắng cỏ, 10 ngàn một cái trắng cỏ. Hôm nay em có về ra bóp nữa nha anh em. Ra bóp này là ra bóp đuôi dài ha. Cái tay bóp này của mình là nó dài nha anh em. Cái loại này đuôi dài ha. Cho anh em mình dễ xài nè, mình gắn cho khách đồ cũng cũng dễ xài nha anh em. Rồi 10 ngàn một cái anh em, ra bóp. Thay vì là không có bóp zin nên thì mình gắn bóp mới nha anh em. Tại vì bóp hàng bãi về đâu phải lúc nào cũng có đầy đủ bóp zin đâu. Ra bóp zin thì nó cũng có một số thôi, còn ra bóp mới thì là bao nhiêu cũng có ha. Rồi màu trắng màu đen gì cũng có nha anh em. Đây ra bóp thì 10 ngàn một cái ra bóp nha anh em. 10 ngàn một cái ra bóp. Bugi thì bên em có là Bugi NGK giá rẻ anh em. Bugi NGK giá rẻ 15 ngàn một cái anh em. Đây Bugi NGK giá rẻ BBM6A anh em. Đây nó có đây ký hiệu của nó là BBM6A. Là dòng này là dòng Bugi giá rẻ anh em, 15 ngàn một cái ha. 15 ngàn một cái Bugi anh em. Rồi tum chuông. Tum chuông thì em có là tum của thằng 24 10 khía nha anh em. Đây 24 10 khía ha. Ống này ống 24 nha anh em. Tum chuông 24 10 khía. 24 vuông nữa nè. Đây 24 vuông nha anh em. Tum chuông này thì là 10 ngàn một cỡ. Lộn anh em, 100 ngàn cái nha. Tum chuông này mà 10 ngàn cái là lỗ tụt quần luôn anh em ơi. Rồi cái này là 100 ngàn một cái tôm chuông nha anh em. Tôm chuông thì hiện tại em có là 24 10 anh em, 24 10 24 vuông. Và cái tôm lớn là đây, tôm lớn là tôm 26 7 nha anh em, 26 7 khía ha. Đây 26 7 khía. Rồi hiện tại là bên em đang có cái này nha anh em. Còn mà tôm 24 7 thì hiện tại em đang đặt hàng công ty thì có thể là ngày mai thì tum chuông 247 nó mới có về ha. Rồi tum chuông thì bán cho anh em là 100 ngàn một cái anh em. 100 ngàn một cái cho mấy cái ống cần mà mấy cái máy tum liền rồi này kia, mấy cái ống cần mà nó dư ra đó
Thì anh em gắn vô cái chuông này thì mình sử dụng được cái cần chuông gời anh em. Cái cần tum gời ha, gắn lên cho cái máy tum gời 260 đó, mấy cái dòng máy tum gời đó là rất là tiện luôn anh em. Để em thôi mình bỏ ổn cái cần ha, mình gắn luôn cái chuông này vô thì ra được cái cần tum gời. Rồi 100.000. Còn tum lớn thì là tum lớn là 110.000 anh em, tum lớn 110.000 ha. 26.7 khía. Rồi chế xăng. Chế xăng thì bên em có là chế quanh bờ gồ anh em. Chế xăng quanh bờ gồ hàng của Trung Quốc ha. ETU 260 ha. Đây chế xăng của em bên em là có là chế quanh bờ gồ. Cái dòng chế quanh bờ gồ này thì là em cũng hay nói đó là mấy đại lý bán là 110.000 một cái nha anh em. Bên em thì về được số lượng cho nên nó là giá rẻ hơn anh em. Rồi. Em bán cho anh em là 85.000 một cái nha anh em. 85.000 một cái ha, chế quanh bờ gồ. Chế này là siêu đẹp luôn. Rồi 85.000 một bộ chế quanh bờ gồ nha anh em. 4 côn nhỏ anh em, một cây như vậy là 10 cái ha. 10 cái. 4 côn nhỏ anh em. Đây 4 côn nhỏ thì bên em có là 20k anh em. 4 côn nhỏ là 20k một bố ha, một cặp ha. Đây 20k một bộ anh em. 20k một bộ 4 côn. Công tắc thì là bên em có là công tắc bát nha anh em. Công tắc này là có bát ha. Về là mình chỉ cần gắn vô mấy cái cỏ là ok liền, tại vì nó có bát sẵn rồi. 7.000 một cái anh em, 7.000 một cái ha. Ở đây thì em có số lượng luôn, số lượng ta khá là nhiều luôn anh em. Số lượng nào là mang vài trăm cái luôn á. Rồi công tắc nha anh em, 7.000. Đầu bò thì bên em có là đầu bò 25.7 khía anh em, bao đẹp luôn. Đầu bò bao đẹp luôn anh em, 25.7 khía. 25.7 khía xài cho ống cần 25 anh em, về mình gắn cho là Echo 253 rồi đó. Echo 253, Echo 260, Echo 230 rồi. Rồi đầu bò 25.7 khía là 100.000 anh em, 100.000 một cái ha. Đây đầu bò. Siêu đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Có cái mà miếng cái chén mà chặn chống mày mòn anh em, chống mày mòn con ốc nè. Cực kỳ đẹp. Rồi đầu bò 25.7 khía này 100.000 cái anh em. Vú bơm gời. Đây vú bơm gời thì nó em còn có nhiêu đây anh em. Vú bơm gời 10.000 một cái vú bơm gời anh em. Vú bơm gời thì 10.000 một cái ha. Rồi còn số lượng này cũng được vài chục cái nha anh em. 10.000 một cái vú bơm dành cho máy cưa hay là cắt cỏ vậy đó. Rồi vú bơm gời 10.000. Núm xăng anh em. Núm xăng thì bên em có cho anh em là núm xăng này là nguyên một bịch nha anh em. Một bịch thì là 100 cái ha. Một bịch 100 cái. Ở đây thì có núm gời ra luôn anh em. Đây cái này thì anh em nào chốt số lượng bao nhiêu cái thì cứ inbox Zalo hay là lên to vậy nha anh em. Thì số lượng. Còn đây là một bịch gì là 100 cái nha anh em. Anh em nào mua một bịch hai bịch gì ha. Rồi nếu mà anh em nào mà có chốt mà mua về mà bán lại với số lượng nhiều tầm 500 ha, 500 hay là 1.000 cái thì bên em sẽ có giá ưu đãi hơn anh em. Cái dòng mấy cái mà vú bơm nè. Em xin nhắc lại luôn. Bên em có về hàng là về hàng số lượng anh em. Số lượng là nhiều ha. Anh em đại lý nào mà lấy số lượng mà từ 500 đến 1.000 cái mỗi thứ thì bên em sẽ có giá ưu đãi hơn anh em. Có giá ưu đãi hơn ha. Còn anh em nào mua số lượng lẻ thì giá như đây em giới thiệu ha. Như đây em giới thiệu là giá cũng cực kỳ rẻ rồi nha anh em. Còn anh em nào mà mua số lượng nhiều hơn nữa, 500 đến 1.000 cái về mình bán lại thì bên em sẽ có cho một cái giá là ưu đãi hơn anh em. Và tại vì đó là mình mua số lượng thì sẽ có giá ưu đãi hơn ha. Rồi lượt xăng trắng nhỏ anh em. Lượt xăng trắng nhỏ thì là 6.000 một cái ha. Anh em nào mua 500 1.000 cái thì em sẽ có giá nó sẽ rẻ hơn luôn anh em. Rồi lượt xăng nhỏ anh em 6.000. Lượt xăng lớn thì 7.000 ha. Đây lượt xăng lớn anh em 7.000. Vú xăng
Đây vú sân lớn nha anh em, vú sân lớn là 3.000 một cái. Vú sân lớn 3.000 cái nha anh em muốn bóp mấy cái bóp ha. Rồi 3.000 một cái, vú nhỏ là 2.000. Rồi bộ chế quanh gồ nha anh em 85.000 một bộ ha, một cái nha anh em. Chế xăng hay thì quanh gồ. Cái dòng này là dòng cực kỳ tốt luôn nha anh em. Chế quanh gồ. Dây thèo thì bên em cũng có số lượng luôn nha anh em. Dây thèo thì là 9.000 một sợi ha, anh em nào mua số lượng nhiều 500 đến 1.000 thì em sẽ có giá hữu nghị hơn nha anh em. Rồi cái ly xăng thì một bịch 100 cái anh em. Đây là chén ha, chén đầu dao anh em, chén đầu bò thì có đủ thứ các loại nha anh em. Em thì cũng thay hay giới thiệu đó thì chén là có là ớt tin nè, chén ớt tin nè ha. Rồi đây là chén của mấy Kawasaki TG24 nè, nó có loại cái loại mà chén dẹp hai bên nè. Chén dẹp hai bên này là chén dẹp nhỏ nha anh em. Có loại chén dẹp lớn hơn ha, dùng cho mấy thằng beo đồ đó, mấy thằng beo đồ đó. Chén dẹp lớn. Còn đây là chén của thằng Echo anh em, Echo mà 25 7 khía mà loại 25 10 19 khía. Khía nhuyễn. Đây là Kawasaki anh em, Kawasaki TG2425 TH TG xài chung nha anh em. Rồi Magu 17 khía nữa nè. Rồi một bộ như vậy là 35.000 một bộ nha anh em. Một bộ chén như vậy là 35.000 một bộ ha. Đây một cái chén trong và một cái chén ngoài nha anh em, là một bộ ha. Một bộ như vậy sẽ là 35.000. Lưỡi dao thì hiện tại em có là lưỡi dao 3 tấc nha anh em, 3 tấc dày 1 ly rưỡi. Lưỡi dao này 30 nó 20.000 nha anh em, 20.000 một cái lưỡi dao ha. Rồi bình xăng lớn thì đủ thứ các loại nha anh em, bình xăng lớn. Đủ thứ các loại của thằng máy cắt cỏ ha. Rồi cái này thì anh em nào có xài cái bình xăng nào sử dụng hay là mình đang thiếu cái bình xăng nào đó thì anh em cứ lên to nha anh em. Nếu mà chính xác đó thì anh em hãy chụp cái máy qua thì bên em sẽ soạn cho nó chính xác luôn nha anh em. Cái máy của mình cần tìm đó. Bình xăng lớn thì có là Magu nè, Komatsu, TD, Gobin chùa lớn nha anh em. Rồi Echo 253. Rồi Gobin cánh bướm, bướm sắt. Magu 26 đầu vuông, Magu 26 đầu nhọn. Mitsu T180, Shindewa S35, Tanaka Power, Makita cổ ngỗng, G2KC, rồi Mitsu T180. Ôi đủ hết các bình xăng luôn nha anh em. Đủ hết các loại bình xăng. Rồi tiếp mở Mugi nha anh em, 9.000 một cái ha, 9.000 một cái tiếp mở Mugi. Anh em nào đặt số lượng nhiều thì sẽ có giá ưu đãi hơn. 9.000 một cái tiếp mở Mugi nha anh em. Rồi mẫu thì có là mẫu TH, TG, rồi mẫu Mitsu TL, mẫu bốn thì đồ nghe anh em. Rồi nắp bu lửa thì đủ thứ luôn nghe anh em, đủ thứ luôn. Nắp bu lửa. Bát cước thì bên em có bát cước 4 chấu nghe anh em, 16.000 một cái ha. Bát cước 4 chấu, bát cước lớn. Dây xăng thì là 5.000 một mét nghe anh em, dây xăng 5.000 một mét. Bao tay thì 10.000 một cặp ha. Bao tay thì 10.000 một cặp nha anh em. Đây là nắp bu Magu Tanaka thì 10.000 một cái ha. Dây đeo thì 18.000 một sợi nha anh em. Dây đeo cắt cỏ 8.000 một sợi. Dây ga thì 5.000 một sợi nha anh em. Dây ga 5.000 một sợi ha. Đây dây ga nha anh em, dây ga này là dây ga ngang ha, dây ga ngang không có ốc tân đưa. Rồi 5.000 một sợi để mình sử dụng cho cái bình xăng con 260 quanh gồ nha anh em. Là sử dụng dây ga này ha. Dây ga này thì 5.000 một sợi. Rồi chắn cỏ nha anh em, chắn cỏ 10.000 một cái ha. Lưỡi dao thì 20.000 một cái. Nhớt nha anh em. Nhớt thì là đây 65.000 một chai. Rồi, nhớt anh em mua 5 chai, 10 chai thì giá 65.000 anh em. Anh em nào mua nguyên thùng thì giá 60.000 một chai. Nguyên thùng của nó là 24 chai, một thùng 24 chai nha anh em. Một thùng 24 chai, một thùng như vậy là 1 lít nha, một chai 1 lít nha anh em. Một chai 1 lít, một thùng thì 24 chai. Rồi anh em nào lấy nguyên thùng thì giá 60.000, còn anh em nào lấy chai lẻ thì là 65.000 anh em. Chắn cỏ.
Còn máy cưa này thì em bán rồi anh em, còn anh em nào có đặt thêm thì em cũng có hàng luôn ha. Máy cưa này thì có là của thằng Rubin Yama nha anh em, giống như con G4500 của thằng 227 vậy đó. Con này giá là 1.750.000. Còn con này thì là giá 1.350.000 nha anh em, 1.350.000. Tay ga bóp. Rồi đủ thứ các loại nha anh em. Hàng thì em đã có đóng sao anh em á, lát nữa bưu điện nó tới nó lấy nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em. Anh em nào có đặt hàng gì thì cứ lên đơn anh em, gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 hoặc là Zalo của em luôn ha. Rồi xin chào tất cả anh em.